Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Người Việt Nam Châu của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Mạnh Cường rất vui được là người đồng hành cùng với quý vị và cập nhật thông tin mới nhất về đời sống của cộng đồng. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Cô và trò Trung tâm Mầm non Thần Đồng Á Âu đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại Trung tâm Thương mại Icentra Moscow, Liên bang Nga. Câu chuyện về một cô gái Việt đang phấn đấu theo đuổi cao học ngành sư phạm tại Canada để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của nghề giáo. Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Berlin do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 11 tại Trung tâm Thương mại Incentra Moscow, Liên bang Nga, cô và trò Trung tâm Mầm non Thần Đồng Á Âu đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Buổi lễ kỷ niệm diễn ra ấm áp với những bài hát do các em nhỏ tại Trung tâm Mầm non biểu diễn tặng các cô giáo của mình. Món quà nhỏ với những bó hoa xinh xắn, một bữa liên hoan với các món ăn phù hợp với lứa tuổi của các bé được các cô giáo và phụ huynh học sinh cùng làm với tấm lòng yêu thương là những gì mà cô trò Trung tâm Mầm non Thần Đồng Á Âu và các phụ huynh học sinh mang đến cho nhau trong ngày 20 tháng 11 đầu mùa đông tại xứ sở Bạch Dương. Việc lựa chọn ngành sư phạm đôi khi là cả một thử thách, bởi với lựa chọn đó, người ta không chỉ đơn thuần học lấy một cái nghề mà còn phải học làm người, học để rèn luyện, để những gì học được sẽ ảnh hưởng tích cực đến các thế hệ học sinh sau này. Đó cũng là mục tiêu phấn đấu của một cô gái Việt đang theo đuổi cao học ngành sư phạm tại Đại học Western Ontario, Canada. 19 giờ, tại Thư viện Khoa Sư phạm Trường Đại học Western Ontario, Trần Quỳnh Anh vẫn đang miệt mài tìm và đọc. Nghỉ một công việc ổn định để theo đuổi ngành sư phạm bằng việc tiếp tục học cao học ngành này, Quỳnh Anh hy vọng sau khi tốt nghiệp, cô sẽ trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Mình rất muốn có thể học được những cái điều tốt đẹp nhất ở đây và mang về Việt Nam dạy cho các sinh viên Việt Nam. Mình muốn về Việt Nam và trở thành một giáo viên tiếng Anh để mang cái tâm huyết, cái nhiệt huyết của mình dạy cho các trẻ em Việt Nam. Và mình muốn trở thành một người cô giáo vui vẻ, hài hước, tâm lý. Mình không muốn chỉ dạy tiếng Anh cho học sinh mà mình muốn dạy được cái cách sống, cái cách đối nhân xử thế và cách trở thành một con người thật sự tốt và có ích cho đất nước. Ở môi trường sư phạm nơi đây, điều khiến Quỳnh Anh ấn tượng nhất là mối quan hệ giữa thầy và trò. Các thầy cô như một người bạn lớn tuổi của học sinh, thân cận và luôn có những ảnh hưởng tích cực về lối sống cũng như tính cách với các em. Chính vì thế, Quỳnh Anh cho rằng để theo được ngành sư phạm, cô cần phải rèn luyện trong tính cách để thực sự gần gũi và có thể làm bạn với các em học sinh sau này. Mình muốn trở thành một người giáo viên toàn diện. Ngoài ra thì mình cũng học ukulele hay là học guitar nữa để sau này mình có thể đến lớp và đánh đàn cho các em học sinh ấy, thì để khi mà hát những cái bài hát tiếng Anh thì mình thấy đấy là cách học nhanh nhất, tốt nhất cho các em và làm cho mình có thể kết nối với các em và làm các em vui nữa thì tại sao không? Đam mê nghề sư phạm, Trần Quỳnh Anh đã và đang nỗ lực tích cực trau dồi kiến thức để mang lại những điều tốt đẹp và phù hợp nhất từ nền giáo dục Canada về với các em học sinh Việt Nam. Ngày 20 tháng 11, các học sinh về trường cũ để thăm lại thầy cô giáo của mình, hòa mình vào không khí của ngày tôn vinh những người làm công tác sư phạm ở Việt Nam. Còn ở nước ngoài, các du học sinh Việt Nam cũng gửi những lời tâm sự, những lời chúc tốt đẹp thay cho những đóa hoa đến các thầy cô của mình ở trong nước. Em apply du học Mỹ thì em có theo lớp cô Hoa JSP. Thì hồi đấy em rất là biết ơn cô thì lúc nào cô cũng tạo điều kiện cho em làm bài kiểm tra, rồi đề thi thử. Và cũng chính vì nhờ có cô mà em có được ngày hôm nay là được đi học ở Mỹ. Thì nhân ngày 20 tháng 11 chúc cô Hoa cũng nói chung là riêng và tất cả các thầy cô giáo nói chung sức khỏe, luôn luôn nhiệt huyết với nghề để có thể luôn luôn dạy dỗ các học sinh một cách toàn diện và tâm huyết nhất. Và em cũng xin chúc mong em cũng mong có thể các cô luôn luôn hạnh phúc bên gia đình và người thân. Trong suốt quãng thời gian đi học của mình thì mình nhớ nhất là kỷ niệm với thầy dạy tiếng Anh của mình năm lớp 10 và lớp 11. Mình rất là biết ơn thầy và tất cả các thầy cô giáo khác nói chung của mình.
Mình cảm thấy để mình trở thành một con người như ngày hôm nay, để đạt được những thành công như đến tận bây giờ, đấy là nhờ công rất là lớn từ các thầy các cô. Nhân ngày 20 tháng 11 thì con xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, luôn mạnh khỏe là quan trọng nhất ạ. Luôn mạnh khỏe và luôn hạnh phúc để có thể truyền tải kiến thức đến cho các thế hệ học sinh tương lai và tiếp tục truyền cảm hứng cho các em học sinh để trở thành những con người có ích cho xã hội. Xin phép được gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô giáo đã và đang giảng dạy tại trường Trung học phổ thông Hoàng Thuyên, Bắc Ninh, nơi mình đã học cấp 3, và trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi mình đã có 5 năm sinh viên. Thì ngoài ra thì mình cũng xin phép được gửi lời chúc sức khỏe đến thầy Vũ Thanh ở Bách khoa Điện, trường Bách khoa. Thầy là người đang dẫn đồ án tốt nghiệp cho mình. Tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đang diễn ra triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Đức. Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức. Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Đức nhằm giới thiệu tới công chúng Đức và bạn bè quốc tế nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung, qua đó phát triển quan hệ hợp tác thương mại, văn hóa, du lịch, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Triển lãm giới thiệu đến công chúng các bức tranh sơn mài của nhiều thế hệ họa sĩ Việt Nam, trong đó có những tên tuổi lớn trong nền mỹ thuật Việt Nam như các họa sĩ Trần Văn Cẩn, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Phan Kế An cùng các họa sĩ đương đại. Sự độc đáo trong sử dụng các chất liệu màu truyền thống với các sắc đen, đỏ, vàng, bạc kết hợp với các vật liệu màu khác như vỏ trứng, cật tre, triển lãm đã đem tới cho công chúng yêu nghệ thuật Đức cũng như bạn bè quốc tế cái nhìn xuyên suốt chặng đường phát triển của nghệ thuật sơn mài Việt Nam từ truyền thống tới hiện đại qua nhiều năm tháng. Triển lãm kéo dài 10 ngày từ 17 đến 27 tháng 11. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 11 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã diễn ra lễ tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt của cộng đồng Việt Nam tại Ukraine, hưởng ứng lời kêu gọi chia sẻ khó khăn giúp đồng bào vùng bị bão lụt miền Trung vượt qua hạn nạn. Cộng đồng người Việt Nam trên toàn Ukraine đã nhiệt tình hưởng ứng. Tổng cộng số tiền quyên góp được khoảng 15.000 đô la Mỹ, tương đương với 330 triệu đồng đã được đại diện các đơn vị cộng đồng chuyển đến Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán. Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine sẽ sớm chuyển số tiền quyên góp được về Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để kịp thời hỗ trợ bà con trong nước khắc phục hậu quả bão lụt. Ngày 19 tháng 11 năm 2016, tại quận Praha 5, Cộng hòa Séc, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã tổ chức lễ trao giấy khen học sinh giỏi năm học 2015-2016. Đây là hoạt động hàng năm nhằm phát huy truyền thống hiếu học tốt đẹp của dân tộc đối với thế hệ trẻ người Việt Nam tại Séc. Ông Trương Mạnh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc và ông Hoàng Đình Thắng, cựu Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc đã trao phần thưởng cho 55 em học sinh và sinh viên Việt Nam tại khắp mọi miền ở Séc. Đây là các em có thành tích học tập và hoạt động đoàn thể xuất sắc, đoạt nhiều giải thưởng cao trong học tập, nghệ thuật và thể thao trong năm học 2015-2016. Hàng năm, bên cạnh các giải thưởng mà các cháu được trường học, tổ chức xã hội của nước sở tại trao tặng, Đại sứ quán Việt Nam và các cấp hội đoàn người Việt ở Séc cũng có các hình thức khen thưởng phù hợp. Đặc biệt năm nay có tới gần 800 cháu được Đại sứ quán khen thưởng, là số lượng cao nhất từ trước tới nay. Tại buổi lễ, các em học sinh cũng đã biểu diễn nghệ thuật và thể thao như hát, múa, biểu diễn piano, biểu diễn võ thuật dành cho khán giả và các bậc phụ huynh. Thưa quý vị, Whitney là thành phố lớn ở phía bắc Canada, cách thủ đô Ottawa 300 km. Thời tiết ở đây rất dễ chịu và khung cảnh cũng rất đẹp. Mùa thu đã nhuộm hai gam màu vàng và đỏ cho công viên Algonquin, những ngọn đồi trên dãy Highway 60, nơi du khách có thể khám phá những vẻ đẹp lãng mạn và cả những con đường nhỏ. Qua ống kính của tác giả Trung Âu, một người Việt Nam ở Canada, những hình ảnh Whitney trong mùa thu cũng sẽ khép lại chương trình Người Việt Nam Châu của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.